Ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua hai đợt dịch từ ngày 26 tháng 5 đến 14 tháng 6. Với sự bùng phát của chủ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng và từ 15 tháng 6 đến nay với nhiều chủ dịch trong cộng đồng. Tính đến hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 8 chuỗi lây nhiễm COVID-19 đáng lưu ý gồm: chuỗi lây nhiễm thứ nhất là tại nhà máy của công ty Nidec Sankyo thuộc khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Tại đây, vào ngày 28 tháng 6, có một trường hợp dương tính qua khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Sau khi phát hiện ca bệnh, công ty đã tạm ngưng hoạt động phối hợp ngành y tế khoanh vùng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 2.800 công nhân làm việc ca ngày. Người lao động làm việc ca đêm được yêu cầu cách ly tại nhà để lực lượng y tế đến lấy mẫu. Chuỗi lây nhiễm thứ hai là tại công ty A Plus Market có trụ sở tại tòa nhà Beacons trong hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Tại đây có 20 trên 81 nhân viên dương tính với COVID-19 khi đi xét nghiệm tại bệnh viện FV. Trong chiều 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường 25 đã đề nghị các cá nhân đến tòa nhà Beacons kể từ ngày 14 đến 28 tháng 6 phải liên hệ ngay với trạm y tế phường nơi cư trú gần nhất hoặc trạm y tế phường 25, quận Bình Thạnh để khai báo y tế và hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Chuỗi lây nhiễm thứ ba là tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, quận 5. Ngày 30 tháng 6, bệnh viện ghi nhận có 25 ca mắc COVID-19 gồm 17 bệnh nhân và 8 thân nhân đều thuộc khu B, nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguồn lây có thể xuất phát từ bên ngoài. Cụ thể là qua một người nuôi bệnh mắc COVID-19 trú tại quận Bình Tân, địa phương đang có nhiều ca nhiễm. Chuỗi lây nhiễm thứ tư là tại cửa hàng Satra Food, địa chỉ số 20-22 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5. Ngày 26 tháng 6, một nhân viên cửa hàng dương tính COVID-19 qua tầm soát. Từ đó đến ngày 28 tháng 6 ghi nhận tổng cộng 10 ca dương tính, gồm nhân viên cửa hàng và thân nhân. Ủy ban Nhân dân phường 10, quận 5 cũng đã phát thông báo tìm kiếm người từng đến cửa hàng này. Chuỗi lây nhiễm thứ năm là tại chợ đầu mối Hóc Môn, huyện Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, chợ Tân Hương, quận Tân Phú. Tổng cộng có 150 ca mắc COVID-19 liên quan chuỗi này, trong đó có 58 ca mắc tại chợ đầu mối Hóc Môn, 91 ca tại chợ Sơn Kỳ, 1 ca tại chợ Tân Hương. Chuỗi lây nhiễm thứ 6 là tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8. Tại đây đã phát hiện 1 ca mắc COVID-19 là nhân viên bốc xếp tại chợ. Đến nay ghi nhận tổng cộng 56 ca dương tính, gồm 2 bốc xếp chợ cá, 8 tiểu thương, 13 người mua hàng, 32 người nhà. Chuỗi lây nhiễm thứ 7 là tại Vựa Ve Chai, tại số 1 Đề Thám, quận Nhất. Ngày 15 tháng 6, Bệnh viện Nguyễn Trãi tầm soát phát hiện một bệnh nhân là người lượm ve chai tại địa chỉ này. Chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 145 ca mắc COVID-19 đều là những người thu lượm ve chai. Chuỗi lây nhiễm thứ 8 liên quan đến công ty Lạc Tỷ, quận Bình Tân có 2.500 công nhân. Cũng từ khám sàng lọc phát hiện 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là nhân viên công ty này và người nhà. Từ đó phát hiện tổng cộng 91 ca, trong đó có 63 nhân viên công ty và 28 người nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ ngày 15 tháng 6, các ca bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu ở khu nhà trọ, cụm dân cư, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, tòa nhà, những nơi có môi trường chật hẹp hoặc thông khí kém dễ lây lan khi có ca bệnh xâm nhập và có nguy cơ cao phát tán dịch bệnh ra cộng đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.